Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh video của em Hương. Hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị với 5 mẫu đồng hồ bên em đang sẵn hàng và em đang giảm giá trong dịp nghỉ lễ nhà anh chị nhé. Thì anh chị nào có nhu cầu là sản phẩm nào thì inbox sớm qua Zalo bên em là 0868684699 ạ. Mẫu đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video ngày hôm nay là một mẫu đồng hồ Seiko 5. Và đây là phiên bản Seiko 5 size nhỏ nhé anh chị nhé. Nó sẽ dành cho những anh nam nào có chu vi cổ tay nhỏ một chút. Vẫn là phiên bản Seiko 5 này, máy 7S26 này. Bộ máy này thì anh chị thấy là Automatic 21G. Và ở đây có chữ Made in Japan tại vị trí từ 6 giờ đến 8 giờ. Đây là phiên bản được lắp ráp trực tiếp tại Nhật anh chị ạ. Ở dưới này cũng sẽ có dòng chữ là 7S26, nó hơi mờ một chút nhé chị nhé. Em để em chiếu lên cho anh chị tham khảo luôn. 7S26 là mã máy này. Ở đây thì có nền này thì thứ đầy đủ tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 4 giờ. Kim cọc giờ của sản phẩm thì đều có dạ quang nhé. Sát biển ở đây thì là vài chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ. Và các cái chi tiết trên mặt đồng hồ thì đều là màu trắng anh chị ạ. Và cái màu trắng này thì rất là nổi bật trên nền đen của sản phẩm nhé. Thì bên dầu của sản phẩm thì làm viền bóng này. Bên cạnh cũng là viền bóng luôn. Dây thì thiết kế là thép ghép anh chị ạ. Những cái lá thép họ ghép lại. Và cái dòng đồng hồ thép ghép thì thường khi anh chị đi tay sẽ rất là nhẹ nhàng nhé. Đây là Taka Made in Japan này. Seiko 5 21G nhé. Và em đang để với mức giá là 2,5 triệu nha anh chị nhé. Với mã là U68 bên em. Tên sản phẩm ở đây là SNKE63G1. Và ở đây thì bộ máy là 7S26 này, Automatic và Water Resist. Chống nước của nó thì ở đây là 30 mét nước, anh chị có thể đi mưa rửa tay bình thường được rồi. Đây là khóa của sản phẩm, cũng có chữ Seiko 5 và chữ Japan nhé. Đáy sau của dòng sản phẩm này thì là đáy hợp kính anh chị ạ. Anh chị có thể dễ dàng quan sát những cái chi tiết liên quan đến sản phẩm ở đây như là có chữ Japan ở trong bánh đà này. 21G có nghĩa là 21 chấn kính nhé. Seiko Time Corp là Seiko Time Corporation và 7S26C. Cái bánh đà này nó được khắc chìm xuống bên dưới cho nên khi chị nhìn vào nó sẽ hơi mờ một chút. Bên cạnh này thì có chữ Seiko 5 này, Water Resistant này, ST Steel này. Bên cạnh ở bên này thì sẽ có chữ Made in Japan ở đây nhé chị nhé. Đây em đang lên hết cho anh chị tham khảo luôn. Made in Japan này, 7S26 này. Đó. Ở trong máy của đồng hồ thì cũng có chữ Seiko dập chìm ở đây anh chị ạ. Đây chữ Seiko dập chìm ở trong máy nhé anh chị nhé. Và mức giá em để đây cũng rất là tốt cho một mẫu đồng hồ máy Automatic rồi. Em sẽ qua xem mặt để cho anh chị tham khảo nhé. Size ở đây là 38,5mm. Bề dày ở đây là 11,2 nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Mã này khi lên chu vi cổ tay 16 của em thì vừa vặn nhé. Nó sẽ phù hợp với những anh nam là có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16,5 trở xuống thôi anh chị ạ. Anh chú ý là trở xuống nhé. Nó có nghĩa là sẽ phù hợp với chu vi cổ tay tầm trung và nhỏ. Chứ chu vi cổ tay to thì anh chị không nên chọn sản phẩm này. Và mẫu này thì vẫn là phiên bản máy Automatic. Chỉ có chức năng lên cót tự động, chưa có chức năng cót tay hay dừng kim dây khi chỉnh giờ. Bên cạnh đấy thì kính của nó vẫn là phiên bản kính khoáng nhé chị nhé. Nên chị chú ý qua giúp em. Mẫu thứ hai mà em muốn giới thiệu cho anh chị là một phiên bản Seiko 5 quân đội. Dây dù và là size 42 mini. Với mã này thì mức giá của nó ở đây là 3,5 triệu nhé chị nhé. Với mã là U88 bên em. Cũng là một phiên bản Made in Japan. Chống nước là 100 mét nước ở đây nhé. Seiko 5 Sport này. Mã của sản phẩm ở đây là SNZG11G1 anh chị ạ. Bộ máy 7S36 này, Automatic 23G, Water Resist là 100m nước anh chị ạ. Những cái thông số liên quan nó cũng khác ở trên tác của sản phẩm luôn. Mặt đồng hồ được thiết kế là mặt màu xanh tím than. Kim cọc đều có dạ quang và dạ quang của sản phẩm này thì được đánh giá rất là tốt luôn nhé. Trên mặt đồng hồ thì cũng có chữ Seiko 5 này. Và có dòng chữ Sport bên dưới này. Bên dưới này thì có Automatic 23G và 100m nước nhé chị nhé. Made in Japan tại vị trí từ 6 giờ đến 8 giờ. Dưới này thì nó sẽ khác nguyên cái bộ máy là 7S36 ở đây chị ạ. Cái tự rất nhỏ ở đây. Nịch ngày nịch thứ đầy đủ tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ. Và anh thấy là nịch thứ của nó thì nó sẽ có hai ngôn ngữ thì anh chị cứ chỉnh tiếng Anh giúp em. Để đảm bảo khi anh chị sử dụng nó sẽ dễ dàng hơn. Nịch ngày thì sẽ mặc định là 31 ngày. Trong trường hợp nào tháng nào 29, 28, 30 thì anh chị chỉnh lại giúp em nhé. Cái bên dầu của sản phẩm được thiết kế là viền mạ titan anh chị ạ, một chất thép mờ rất là đẹp này. Đây là dây dù và tại những vị trí gài này sẽ có một cái lớp da để dập nên nữa để đảm bảo là khi chị gài vào dây dù nó sẽ không bị toét ra. Đây là khóa của sản phẩm này, cũng được mạ titan luôn nhé. Đây là mặt sau của dây. Đây là mặt sau bên này của dây này. Mặt sau của đồng hồ thì là đánh hở kính rồi, anh chị có thể dễ dàng quan sát những cái chi tiết liên quan đến sản phẩm này. Có chữ Seiko Time Corp là Seiko Time Corporation, bài S36C nhé. Chữ Seiko này, 23G có nghĩa là 23 chấn kính này. Và có cả chữ Japan. Trên kính này thì cũng có chữ Made in Japan. Seiko này, Water Resist ở đây là 100m nước. Và ST Steel nhé. Có nghĩa là dây thân viền vỏ thép công quỷ này. Trên máy này cũng có sẽ có chữ Seiko anh chị ạ. Chữ Seiko dập chìm ở trên máy này luôn nhé anh chị nhé.
một mẫu đồng hồ Seiko 5 Sport thiết kế rất là đẹp. Và với những dòng đồng hồ Seiko 5 quân đội thì nó là một trong những phiên bản bán rất là chạy của hãng, mang đến cho khách hàng những cái trải nghiệm rất là tốt luôn. Em sẽ đo qua size mặt luôn. Size ở đây là 42 mini. Bề dày ở đây là 12 mini nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Mã này nó sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 15,5 trở nên, anh chị có thể đeo được sản phẩm này rồi. Và anh chị cũng có thể dễ dàng thay dây da với mẫu này nhé. Mặt đồng hồ thiết kế rất là đẹp, độc và lạ luôn. Dạo quang của sản phẩm thì rất là sáng rồi. Còn trên mặt đồng hồ thì anh chị đã thiết kế là có 12 cọc giờ khá là lớn này. Nằm bên trong là 24 cọc giờ để anh chị có thể dễ dàng quan sát các giờ trong ngày nhé. Một mẫu đồng hồ Seiko 5 quân đội và mức giá em để đây cực kỳ tốt cho anh chị nhé. Và mẫu này thì nó cũng chỉ có chức năng cót tự động anh chị ạ. Và bên cạnh đấy thì kính của nó vẫn là phiên bản kính Hanlex nhé. Mẫu tiếp theo nữa mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video là một mẫu đồng hồ Orient Triton. Và mẫu này thì là một trong những phiên bản bán chạy bên em. Và em đang để với mức giá ở đây là chỉ là 4,6 triệu thôi. Với mã là U18 bên em nhé. Và mã quốc tế của sản phẩm ở đây là RAAC0K03L00C. Đây là tag made in Japan của sản phẩm đi kèm này. Sapphire Crystal là kính của sản phẩm. Mẫu đồng hồ được thiết kế rất là đẹp luôn, với hai tông màu xanh và màu đỏ anh chị ạ. Mẫu này thì nó chỉ có để ngày tại vị trí 4 giờ thôi. Núm chỉnh ở tại vị trí 4 giờ này. Và núm chỉnh cũng là núm vặn cổ chai nhé. Đây là dòng đồng hồ chống nước 200m nước anh chị ạ. Và đây là dòng Triton. Đó. Men dầu cũng được thiết kế rất là khỏe này. Anh chị xoay thì rất là êm rồi. Thế bên dầu thì sẽ có 1/4 là màu đỏ, còn 3/4 thì là màu xanh nhé. Dạ quang của sản phẩm này thì rất là sáng luôn, các cái chấm dạ quang khá là dày và to. Logo này chữ Orient này, automatic tại vị trí 12 giờ, water resistant là 23 tại vị trí này nhé chị nhé. Dưới này sẽ có dòng chữ Japan này và F672 là mã máy của sản phẩm, kèm theo đây là ký hiệu Japan là phiên bản được lắp ráp trực tiếp tại Nhật anh chị nhé. Sát viên ở đây thì là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ rồi. Về bên dầu cũng được thiết kế rất là khỏe luôn. Anh chị thấy những cái kiểu dáng viền đăng cưa này rất là dày và sâu luôn, tạo nên một mẫu đồng hồ rất là đẹp, năng động. Phía bên cạnh thiết kế là mạng bóng này. Dây được thiết kế là thép đúc nguyên khối nhé, chất thép phay xước. Với dòng đồng hồ thật nặng thì dây được thiết kế rất là khỏe, chắc chắn. Khóa thì cũng là khóa hai lớp rồi. Bên dưới này thì sẽ có chữ Orient và logo của hãng này trên khóa nhé anh chị nhé. Đáy sau của nó thì là đáy kín anh chị ạ. Đáy kín thì anh chị có thể dễ dàng quan sát những cái chi tiết họ khắc ở đáy sau. Như ở đây này, stainless steel là dây thân viền vỏ thép không gỉ này, sapphire crystal là kính này, made in Japan này, mã máy của sản phẩm là F672 này, chữ Epson này. Và đây là tem của Orient và biểu tượng là rất là quen thuộc của dòng đồng hồ thô nặng rồi. Đây là mặt sau của dây này, những cái mũi tên ở đây thì anh chị có thể dễ dàng chỉnh dây tại những mũi tên đó. Và bên cạnh đấy thì anh chị thấy là sản phẩm này thiết kế khá là to và dày nên nó sẽ phù hợp với những anh em nào có chu vi cổ tay to một chút nhé. Em sẽ đo size mặt luôn. Size ở đây là 43,3 mini. Bề dày ở đây là 13,3 nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 này. Mã này thì khi em lên chu vi cổ tay 16 rất là dày luôn anh chị ạ. Và rất là khỏe. Nên nó sẽ phù hợp với những anh em nào có chu vi cổ tay ít nhất tầm khoảng từ 16,5 trở lên thì em nghĩ là hợp lý hơn. Dòng đồng hồ thể thao dành cho những anh em là có chu vi cổ tay to, dòng đồng hồ thơ nặng nữa. Và nằm một trong những phiên bản mà bán rất là chạy nhé, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Và núm chỉnh tại vị trí 4 giờ nên khi chị nhìn mặt đồng hồ thì nó rất là cân đối nhé. Kính của sản phẩm là phiên bản kính sapphire rồi, chống xước nhé. Máy thì có đầy đủ chức năng cót tự động, chức năng cót tay và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ nhé anh chị ạ. Mẫu tiếp theo nữa mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video ngày hôm nay là một mẫu đồng hồ Invicta. Và mã này thì là bộ máy pin nhé anh chị nhé. Và em thì đang để với mức giá là 1,6 triệu thôi. Mẫu này thì em cũng bán rất là nhiều bên em rồi. Mức giá thì cũng cực kỳ tốt nhé chị nhé. Một mẫu đồng hồ được thiết kế với phiên bản mặt màu xám khói này. Kim cọc đều có dạ quang đầy đủ nhé. Dạ quang của sản phẩm này thì em đánh giá nó cũng vừa phải thôi. Nó không quá đậm như những dòng đồng hồ của Orient. Tại vì mức giá của nó cũng là chỉ là mức giá tầm trung thôi. Sản phẩm này thì sẽ có định ngày tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ. Được bảo vệ chắc chắn ở núm chỉnh này. Và núm cũng được mạ màu vàng nhé, logo của hãng gắn trên núm này. Mặt đồng hồ cũng được thiết kế với hai nòng, nòng bên trong này vân uniche này, mặt màu xám rất là đẹp. Nòng ngoài thì kiểu vân con sóng nhé và gắn cọc giờ bên trên. Bộ kim rất là quen thuộc của dòng Pro River rồi. Đây là biểu tượng của dòng này anh chị ạ. Water resistant là 100m nước nhé chị nhé. Invicta và logo của hãng này, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Bên cạnh này thì được dập chìm Invicta này, dây được thiết kế là thép đúc nguyên khối và ở giữa thì được mạ màu vàng này. Đây là khóa của Invicta thì cũng là khóa hai lớp rồi, cũng có chữ Invicta và logo. Đáy sau của dòng đồng hồ máy pin thì đều là đáy kín rồi. Thì quan sát một vài chi tiết họ khác ở đây như là Pro Driver là dòng của sản phẩm này,
vẫn dòng chữ Master of the Ocean ở đây. Fame Fusion là kính nha anh chị ạ. Và đây có chữ mã là 30809 là mã máy nhé. 100 mét nước này, máy của Nhật và stainless steel là dây thân viền vỏ thép khung gỉ anh chị ạ. Mức giá là 1,6 triệu nhé. Với mã là U48 bên em, mã quốc tế của sản phẩm là 30809 anh chị ạ. Em sẽ đo qua size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Size ở đây là 42,9 mm. Bề dày ở đây là 11,6 nhá. Lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Mã này thì lên chu vi cổ tay 16 của em cũng rất là khỏe luôn. Nên như anh em là có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 này, anh chị có thể đeo được sản phẩm này rồi. Dây thiết kế rất là chắc chắn luôn, rất là đầm tay anh chị ạ. Mức giá rất là tốt cho anh chị rồi. Kính của sản phẩm này thì là phiên bản kính chống xước nhá, anh chị không phải lo về kính của sản phẩm nhé. Máy thì là bộ máy pin của Nhật rồi. Và mức giá rất là tốt nhé. Mẫu cuối cùng mà em cũng muốn giới thiệu cho anh chị trong video ngày hôm nay cũng là một mẫu đồng hồ Invicta. Và đây cũng là bộ máy pin thôi. Và mức giá của nó thì sẽ rẻ hơn so với mẫu đồng hồ em vừa giới thiệu qua cho anh chị. Mẫu này thì mức giá của nó chỉ 1,2 triệu anh chị ạ. Một mức giá cực kỳ tốt. Và mẫu này nó cũng sẽ dành cho những anh em là có chu vi cổ tay to một chút nhé. Mặt đồng hồ được thiết kế là mặt màu đen. Các cái chi tiết trên mặt thì là màu xanh và màu vàng rồi. Với mã là U58 bên em, mức giá 1,2 triệu này. Mã quốc tế của sản phẩm ở đây là 38595 nhé chị nhé. Mã này thì em cũng đã giới thiệu một vài lần rồi. Viền bezel của sản phẩm là viền bezel cố định này, với hai tông màu xanh và màu vàng nhé. Màu xanh ở đây thì như thế tại vị trí 7 giờ đến 12 giờ thì là màu xanh này, còn lại thì là màu vàng nhé. Hai màu sắc có sự xen lẫn rất là đẹp luôn. Mẫu này thì nó chỉ có chức năng kim giờ, kim phút, kim giây thôi. Và nó không có chức năng lịch ngày, lịch thứ nhé chị nhé. Cũng có logo chữ Invicta tại vị trí 12 giờ này. Vì bên cạnh thiết kế là chất thép phay xước này. Dây được thiết kế là thép đúc nguyên khối. Và anh chị thấy mẫu đồng hồ này thiết kế rất là khỏe luôn. Và nó khá là dày nữa. Đây là khóa của đồng hồ cũng có chữ Invicta và logo. Đáy sau của dòng đồng hồ này thì là đáy kín rồi. Anh chị quan sát một vài chi tiết ở đây như là Invicta Specially này, Making History này, là Collection ở đây nhé. Đây là một dòng đồng hồ khá là lâu đời của hãng rồi. Fame Fusion cũng là kính độc quyền của hãng và là kính chống xước này. Stainless steel là dây thân viền vỏ thép công kỳ Japan Movement, ở đây là 100 mét nước là chống nước nhé. Ở đây thì có anh chị thấy là mã máy là 38595 anh chị ạ. Em sẽ đo qua size mặt để cho anh chị tham khảo nhé. Size ở đây là 45,1 mm. Bề dày ở đây là 12 mm nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Mã này khi lên chu vi cổ tay 16 của em nó hơi to. Và nó cũng sẽ phù hợp với chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16,5 trở nên thì em nghĩ sẽ đẹp hơn. Thiết kế kiểu dáng bezel khá là dày. Mức giá em để đây rất là tốt rồi. Cho một mẫu đồng hồ Invicta. Cũng có là kính chống xước này. Máy thì cũng là máy pin này. Và độ chống nước của nó cũng là 100 mét nước nhé anh chị nhé. Em vừa giới thiệu qua cho anh chị với 5 mẫu đồng hồ bên em đang sẵn hàng. Và em cũng đang để với mức giá rất là tốt trong cái dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới. Thì anh chị nào đặt thì cứ inbox hoặc là gọi điện thoại qua số hotline bên em nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và hẹn gặp anh chị trong những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.